là một sản phẩm của tổ hợp thiết kế hàng không quân sự Minkin và được trang bị cho quân đội Liên Xô từ năm 1972. Dòng máy bay trực thăng tấn công Mi-24 mang nhiều đặc điểm khác biệt phù hợp với yêu cầu tác chiến đổ bộ đường không và đã tạo nên danh tiếng của dòng máy bay trực thăng quân sự này. Trực thăng Mi-24 có chiều dài gần 20m, cao hơn 6m, trọng lượng rỗng đạt 8,4 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa là 12,5 tấn. Sự khác biệt của Mi-24 so với các dòng trực thăng vũ trang khác là ngoài vũ khí gắn ngoài, trực thăng còn được thiết kế khoang chở quân đủ cho một tiểu đội xung kích 8 người. Đây là thiết kế độc đáo phù hợp với chiến thuật tấn công dọn bãi đổ bộ của lực lượng VDV Liên Xô và Nga sau này. Trong quá trình sử dụng thực chiến, Mi-24 liên tục được nâng cấp sửa đổi với khác biệt chính là các loại hỏa lực khác nhau. Nó được trang bị pháo hàng không 12,7mm, 23mm hoặc 30mm tùy phiên bản. Hỏa lực này kết hợp với 2,5 tấn bom, tên lửa và rocket treo trên hai bên cánh đủ khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên mặt đất như xe tăng, bộ binh, công sự kiên cố. Mi-24 được lắp hai động cơ phản lực cánh quạt có tổng công suất 4.400 mã lực giúp trực thăng có thể bay với vận tốc tối đa 310 km/h, trần bay đạt 4.500 m và tầm hoạt động đạt 450 km. Tầm bay của Mi-24 có thể nối dài nhờ mang theo thùng dầu phụ gắn ngoài. Một điểm đặc biệt khác của trực thăng Mi-24 chính là thiết kế có hình thù không mấy bắt mắt, nhưng bù lại sở hữu các giải pháp kỹ thuật giúp máy bay có khả năng sống sót cao trên chiến trường. Đã từng tham gia nhiều hoạt động quân sự với nhiều điều kiện tác chiến khác nhau, Mi-24 luôn thể hiện sự hiệu quả, thực dụng và tin cậy. Chính vì thế nó được phi công và các chuyên gia quân sự đặt biệt danh là xe tăng bay. Hiện tại, các biến thể của trực thăng Mi-24 đang phục vụ trong biên chế quân đội hơn 30 quốc gia trên thế giới. Chúng vẫn tiếp tục được nâng cấp và thể hiện hiệu quả trong chiến tranh hiện đại.